Sông An Lạc xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, người Trung Quốc từng có câu nói rằng người Việt Nam ta chết trên cây thuốc mà không biết, quả không sai. Thực tế thì hàng ngày chúng ta sống trên những kho thuốc quý nhưng lại bỏ lỡ nhiều loại cây, rau dại có sẵn trong vườn nhà với công dụng chữa bệnh được ví như thần dược. Trong đông y, chúng thậm chí còn được coi là dược liệu trong các bài thuốc cổ truyền giúp cải thiện sức khỏe, phòng chống cả trăm bệnh, kể cả những trọng bệnh nguy hiểm như ung thư cũng có cơ hội được điều trị. Và trong chương trình ngày hôm nay, Sông An Lạc sẽ giới thiệu đến quý vị một loại lá cây hữu ích như vậy. Điều đặc biệt là có khi chính trong vườn nhà quý vị đang có bài thuốc này mà quý vị lại chưa hay biết đến đấy. Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để biết bài thuốc đó được pha chế từ loại thảo dược nào nhé. Các bạn khán giả thân mến, loại thảo dược mà Sống An Lạc muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn ngày hôm nay là lá cây đu đủ. Y học cổ truyền còn lưu giữ và truyền lại rất nhiều bài thuốc hữu hiệu từ loại lá cây này. Trong đó nổi bật nhất là tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, căn bệnh từ thần của nhân loại. Vậy tại sao lá đu đủ lại chữa được bệnh ung thư? Bên trong lá đu đủ có đặc tính chống ung thư mạnh nhờ vào hợp chất acetogenin. Ngoài ra, lá đu đủ cũng có các đặc tính chống viêm, có thể giúp giảm nhẹ các tác dụng phụ do hóa trị trong điều trị bệnh ung thư gây ra. Theo dân gian, nhiều người đã tự chữa khỏi một số bệnh ung thư chỉ bằng cách uống nước từ lá đu đủ trong thời gian dài. Mặc dù vậy, lá đu đủ chỉ giúp ngăn ngừa và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư giống như lá trà xanh, đồng thời góp phần hỗ trợ điều trị bệnh chứ không có tác dụng hoàn toàn đối với việc chữa trị dứt điểm ung thư. Cách nấu nước lá đu đủ chữa ung thư như sau. Cách thứ nhất, bạn sử dụng 20g lá đu đủ đực, phơi khô, rửa sạch rồi cho vào nồi sắc cùng với 2 lít nước lọc đun sôi. Sau 10 phút thì hạ lửa nhỏ, đun đến khi nước trong nồi cạn, còn 1/2 thì chắt lấy nước uống như nước trà hàng ngày. Có thể kết hợp thêm hoa đu đủ đực để tăng hiệu quả chữa ung thư. Cách thứ hai, nấu nước lá đu đủ và xả. Bạn cần chuẩn bị 50g lá đu đủ khô cùng với 30g lá xả khô và 2 lít nước lọc. Sau đó bạn đem dược liệu đi sơ chế rồi cho lá xả và đu đủ vào nồi, cho nước vào đun sôi. Sau khi nước đã sôi thì hạ lửa nhỏ lại, đun tiếp 20 phút và lọc lấy nước uống mỗi ngày. Đây là bài thuốc hỗ trợ điều trị ung thư nổi tiếng trong dân gian. Lá đu đủ và xả có công dụng hiệu quả trong điều trị ung thư, đặc biệt là ung thư phổi và ung thư vòm họng. Nhiều bệnh nhân đã cải thiện tình trạng sức khỏe nhờ phương pháp này. Ngoài công dụng điều trị căn bệnh hiểm nghèo ung thư, thì lá đu đủ còn được các thầy thuốc đông y sử dụng làm thuốc chữa nhiều căn bệnh khác nữa. Công dụng đầu tiên, chống lão hóa. Rất nhiều chị em phụ nữ không biết rằng lá đu đủ có thể giúp họ lấy lại tuổi thanh xuân nhờ hàm lượng axit amin trong lá hoạt động mạnh mẽ. Nó có tác dụng giúp duy trì làn da khỏe mạnh, căng mướt nếu bạn kiên trì uống nước sắc từ chúng mỗi ngày. Đây là phương pháp giữ gìn nét tươi trẻ còn khá mới mẻ, ít người biết đến. Nhưng nếu chị em biết tận dụng những chiếc lá đu đủ khô, đây sẽ là bài thuốc làm đẹp rẻ tiền mà lại hiệu quả và an toàn. Cách làm vô cùng đơn giản như sau. Chuẩn bị 15g lá đu đủ tươi cùng với 1/2 thìa nước cốt chanh và 2 muỗng đường cùng với 600ml nước. Đem dược liệu rửa sạch rồi cho vào máy xay, xay cùng với nước ấm. Rồi dùng dây lọc lấy nước và đổ nước cốt chanh vào, cho thêm đường khuấy đều là có thể dùng, hoặc có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh để uống. Lá đu đủ tươi với chanh là một phương pháp giảm cân, ngăn ngừa lão hóa rất tốt. Công dụng tiếp theo, chữa đau dạ dày. Với tốc độ phát triển của y học ngày nay đã chứng minh rằng lá đu đủ có công dụng chữa bệnh rất tốt, đặc biệt là chữa bệnh đau dạ dày, bởi trong lá đu đủ có chứa hàm lượng lớn papain, có khả năng phá hủy protein trong cơ thể. Điều này giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa chất đạm trong cơ thể diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn, hạn chế tần suất làm việc của dạ dày. Ngoài ra, hóa chất papain trong lá đu đủ còn có khả năng kích thích giúp đào thải độc tố bên trong cơ thể, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch khỏe mạnh. Đó cũng là nguyên nhân tại sao lá đu đủ lại có công dụng hỗ trợ điều trị, đồng thời giảm nhanh các triệu chứng đau dạ dày như vậy. Cách chữa đau dạ dày bằng lá đu đủ. Nguyên liệu: lá đu đủ xanh hoặc khô 50g, nước 2 lít. Cách làm: rửa sạch phần lá đu đủ đã chuẩn bị rồi cho vào nồi cùng với 2 lít nước, đun sôi tầm 15 tới 20 phút để nguội là có thể dùng. Kiên trì thực hiện mỗi ngày, chứng đau dạ dày nhất định sẽ giảm rõ rệt. Công dụng tiếp theo, chữa bệnh sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết chủ yếu là điều trị các triệu chứng như là sốt, viêm, giảm tiểu cầu, v.v. Hiện chưa có bài thuốc đặc trị cho bệnh sốt xuất huyết, nhưng lá đu đủ lại là một phương thuốc khá hiệu quả trong việc hỗ trợ người bệnh chống lại virus gây ra. Ăn lá đu đủ xanh sẽ chống lại sự phá vỡ tiểu cầu, cải thiện các vấn đề đông máu và hạn chế các tổn thương do virus gây ra cho bệnh nhân sốt xuất huyết.
Công dụng thứ tư, nâng cao hệ miễn dịch. Lá đu đủ có chứa papain có khả năng trung hòa độc tố, giúp tăng hệ miễn dịch cho cơ thể, chống lại các bệnh nhiễm trùng như cảm lạnh hay cảm cúm thông thường. Đồng thời, lá đu đủ tươi còn có tác dụng tái tạo các tiểu cầu và các mạch máu trắng. Chính vì vậy, uống nước ép lá đu đủ hàng ngày với liều lượng nhất định giúp nâng cao hệ miễn dịch. Công dụng thứ năm, làm đẹp da. Lá đu đủ tươi có chứa chất vitamin E và chất flavonoid. Đây là các chất chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa da và hạn chế tình trạng gốc tự do, giúp da sáng mịn và hồng hào. Ngoài ra, uống nước ép lá đu đủ tươi còn chứa chất kháng viêm và diệt khuẩn, giúp điều trị và ngăn ngừa mụn tái phát một cách hiệu quả. Công dụng thứ 6, chữa các bệnh ngoài da. Các thành phần tự nhiên trong lá đu đủ tươi có tác dụng diệt khuẩn, trung hòa độc tố, giúp làm lành vết thương trên da. Chính vì vậy, sử dụng nước ép lá đu đủ có tác dụng làm lành vết thương và điều trị một số bệnh ngoài da như là viêm da cơ địa, chàm, viêm da dị ứng khá an toàn và hiệu quả. Công dụng thứ 7, có tác dụng giảm đau bụng kinh nguyệt. Khi tới giai đoạn kinh nguyệt, nếu bạn gặp tình trạng đau bụng dữ dội thì lá đu đủ chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Xắt lá đu đủ thành nước uống giúp giảm nhẹ tình trạng đau bụng cũng như giảm bớt lượng kinh nguyệt, giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Bên cạnh đó, nước lá đu đủ còn có tác dụng cân bằng hormone, đồng thời góp phần hỗ trợ giảm thiểu hội chứng tiền kinh nguyệt. Vậy, những đối tượng nào nên dùng lá đu đủ? Người đang gặp vấn đề về gan, thận, hệ tiêu hóa, bệnh nhân ung thư phổi, gan, dạ dày, tuyến giáp ở giai đoạn đầu, phụ nữ muốn giữ gìn nét tươi trẻ ngăn ngừa lão hóa, người muốn có mái tóc chắc khỏe, suôn mượt, người hay bị rụng tóc, người đang táo bón đi ngoài khó khăn, người bình thường muốn bồi bổ sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch. Lưu ý, bệnh nhân ung thư kèm theo chứng đau dạ dày không nên sử dụng vì sẽ gây kích ứng, làm xuất huyết bao tử. Thưa quý vị, đu đủ được mệnh danh là loại trái cây chứa kho dinh dưỡng vàng cho sức khỏe. Thông thường, chúng ta thường ăn đu đủ chín bằng cách gọt vỏ và bỏ hạt phải không ạ? Tuy nhiên, ít ai biết được rằng bên cạnh quả đu đủ thì hạt đu đủ cũng chứa nguồn dưỡng chất dồi dào, cung cấp các chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể mà bạn không thể bỏ qua. Vậy những chất này có lợi ích như thế nào với sức khỏe của chúng ta? Cùng tiếp tục tìm hiểu trong phần cuối của chương trình quý vị nhé. Ích lợi của hạt đu đủ đối với sức khỏe. Lợi ích đầu tiên, chống ký sinh trùng đường ruột. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thực phẩm và Dược phẩm cho thấy hạt đu đủ sấy khô bằng mật ong có tác dụng đáng kể đối với ký sinh trùng đường ruột của con người. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng chiết xuất hạt đu đủ có thể chống lại ba chủng nấm gây nhiễm trùng đường ruột. Tác dụng này nhờ enzyme phân giải protein chứa trong hạt đu đủ. Lợi ích thứ hai, ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong hạt đu đủ đã được chứng minh là có đặc tính chống ung thư. Một nghiên cứu cho thấy hiệu quả của chiết xuất hạt đu đủ trong việc ngăn ngừa sự phát triển của ung thư và giảm viêm. Thêm vào đó, hạt đu đủ đen có thể giúp làm giảm sự tiến triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Lợi ích thứ ba, hỗ trợ giải độc gan. Hạt đu đủ có vai trò ngăn chặn các gốc tự do xâm nhập và tấn công vào các tế bào gan. Chúng cũng giúp tạo ra các tế bào gan mới và có khả năng loại bỏ các mô chết mà không làm thay đổi hoạt động của các tế bào khỏe mạnh. Chức năng này chủ yếu nhờ sự hiện diện của enzyme kích hoạt cytochrome B450 isoenzyme trong gan có tên là myrosinase. Lợi ích thứ tư, cải thiện hệ tiêu hóa. Hạt đu đủ có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, đóng vai trò quyết định đối với hệ tiêu hóa. Hạt đu đủ cũng có tác dụng hiệu quả trong việc ngăn ngừa nguy cơ loét dạ dày. Lợi ích thứ năm, ngăn ngừa tổn thương thận. Sử dụng quá nhiều các loại thuốc chứa thành phần paracetamol có thể khiến thận bị nhiễm độc, nhưng một hóa chất có trong đu đủ sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ thận bị tổn thương. Lợi ích thứ 6, trị gai đôi cột sống. Bạn có thể sử dụng hạt đu đủ để chữa trị căn bệnh gai đôi cột sống vô cùng hiệu quả. Cụ thể có thể áp dụng theo cách thức dưới đây. Bước 1, lấy một ly nhỏ hạt đu đủ chín, cao khoảng 5 cm, miệng rộng khoảng 2-3 cm. Bước 2, bỏ hạt chín vào miếng vải mùng, bóp nhẹ nhẹ cho dập màng nước. Bỏ lớp màng đó đi, sau đó thấm bớt nước. Nhưng nhớ để hạt hơi ẩm ẩm, chứ đừng để hạt khô quá. Bước 3, xả hạt đu đủ cho nát, nằm úp xuống và đặt một miếng vải mùng lên chỗ đốt sống lưng bị gai. Nên chụp X-quang để biết chính xác mình bị đốt sống lưng thứ mấy. Nếu người nào không chụp X-quang thì đặt hạt đu đủ ở chỗ bị đau, rồi bỏ hạt đu đủ lên. Sau đó lấy một mảnh vải mùng dài, cột chặt lại cho khỏi rớt. Nằm khoảng 15 phút, sau đó đắp lớp thứ hai. Lưu ý là khi đắp sẽ có cái cảm giác rứt rứt ở da do nước hạt đu đủ thấm vào da. Hàng ngày cứ đắp như vậy khoảng 1 tháng, sau đó tùy theo tình hình bệnh mà tiếp tục thêm vài ngày hay ngừng hẳn.
Lợi ích thứ 7, ngừa thai. Để ngăn ngừa việc có thai ngoài ý muốn, nam giới ở các nước Ấn Độ, Pakistan và nhiều quốc gia châu Á khác đã dùng đến hạt đu đủ. Họ ăn khoảng một thìa hạt cà phê đu đủ nghiền mỗi ngày trong vòng 3 tháng. Hiệu quả ngừa thai kéo dài trong vài tháng sau đó. Sau khoảng thời gian này, nam giới sẽ trở về trạng thái bình thường với tinh trùng khỏe mạnh, không ảnh hưởng đến cảm xúc cối chăn. Ăn hạt đu đủ như thế nào? Đu đủ chín sau khi ăn bạn hãy giữ lại hạt, rửa sạch, để ráo nước hoặc phơi khô ngoài nắng. Hạt đu đủ sau khi khô không còn dấu hiệu ẩm, đem nghiền nhỏ bảo quản trong hộp đậy nắp tránh ánh sáng. Bạn hãy giữ lại hạt đu đủ chín để sử dụng thường xuyên. Hạt đu đủ chín đã nghiền nát có thể thay thế hạt tiêu đen hoặc thêm vào các món salad với liều lượng khoảng một muỗng cà phê mỗi ngày. Một vài tác dụng phụ khi sử dụng quá nhiều hạt đu đủ. Hạt đu đủ mang lại nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá mức hạt đu đủ có thể khiến cơ thể bạn gặp phải tình trạng máu không đông. Một số thành phần trong hạt đu đủ cũng có nguy cơ làm giảm số lượng tinh trùng và khả năng vận động của tinh trùng ở nam giới. Tiêu thụ quá nhiều hạt đu đủ cũng có thể gây hại cho cơ thể của bạn. Tiêu biểu là tình trạng ADN bị hư hại, một số tế bào khỏe mạnh trong cơ thể cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sự hiện diện của một hóa chất có trong hạt đu đủ. Quý vị thân mến, như vậy là qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta lại biết thêm nhiều lợi ích khác từ lá và hạt của cây đu đủ rồi, phải không nào? Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, các bạn đừng bỏ phí đi những loại thần dược này, mà hãy tận dụng chúng để nâng cao sức khỏe cho bản thân và gia đình nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!